hôm nay sẽ là ngày Giáng sinh ở trung tâm Nami. Và bây giờ chúng ta cùng chơi Mini Game nha. Cảm thấy lớp mình các bạn gái rất là xinh. Đặc biệt là người đấy. Mọi người lớp tân hoạt động vui vẻ. Thì thấy sao? Thấy cũng tiếc tiếc đúng không? Cũng buồn. Nhưng mà lớp mình cute. Cute và cute. Tôi thấy lớp này rất là vui, mọi người rất là hòa đồng với nhau. Đúng. Hà cứng lắm. Hơi nhiều. Tim nào? Ok. Chế lớp mình rất là thú vị. Chế mỹ tả. Lại mọi người còn nhỏ tuổi ấy. Dạ. Đôi lúc cần phải tìm giáo viên nhiều hơn. Vâng. Em cũng đồng cảm với ý kiến của chị. Em cảm ơn người. Chị là giải nhân đỡ. Vâng. Có thể tổ chức không? Không có. Ok. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Cô vì đã giúp đỡ nên là chị mới đạt được cái kết quả top 2 trong kỳ thi vừa rồi. Em tự hào vì là học Nami. Chờ em sang Hàn em sẽ bỏ các bạn đến học Nami. Cảm ơn bạn. Đúng.